Đây một chiếc sedan phân khúc B thôi, nhưng mà với có thiết kế nội thất rộng rãi không khác gì những chiếc xe hạng D đâu ạ. Có cửa gió điều hòa sau này, rất là rộng rãi luôn, em ngồi cho các bác xem. Rất là thoải mái này, đầu gối đây. Đấy, rất là thoải mái nhá, ngồi sau. Đấy, thiết kế nội thất rất là đẹp luôn. Một chiếc xe số tự động này, 2014 nhá. Đấy, cửa gió sau, nội thất theo xe, trần nỉ nguyên bản này, trần nỉ nguyên bản rất sạch luôn. Đấy, chiếc xe này thì không bán về chất rồi, keo chỉ máy số nguyên zin. Đây từ các phần nỉ cái ra này, sạch sẽ. Đấy, chiếc xe này thì mọi người chạy gia đình hay là phục vụ chạy dịch vụ đều rất ok đây. Theo đi được không? Tay nắm mạc chrome. Phần keo chỉ cánh cửa đằng sau bên lái đây. Đấy, tất cả các phần khóa này. Đấy. Một chiếc xe bao chất cho các bác nhé, bao chất cho mọi người. Màu rất đẹp luôn, không khác gì những chiếc xe sang hay là những chiếc xe nhiều tiền đâu ạ. Màu rất đẹp luôn. Có phanh ABS 4 bánh này. Có phanh ABS 4 bánh nhá. Không gầm đây. Đăng kiểm mới. Keo chỉ đây. Keo chỉ cánh cửa đằng sau, à đằng trước bên lái này. Đây. Tem mác vẫn còn đầy đủ nhá. Mới chưa? Rất là mới luôn. Này xe đi ít đi nhiều thì chúng ta chỉ cần nhìn hàng ghế lái này. Hàng ghế lái này. Má ghế này chưa có bị rách hay là nhăn gì cả nhá. Rất đẹp luôn. Vô lăng củ số theo xe, một chiếc xe gia đình sử dụng. Một chiếc xe gia đình sử dụng nhá. Chân phanh chân ga không bị mòn. Đây. Vô lăng củ số đây. Đấy, có trang bị màn hình cam lùi. Và điều hòa này vẫn là điều hòa cơ mọi người nhé. Hộp số tự động máy 1.5. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất là vừa phải cho chúng ta. Đây. Có đuôi gió thể thao này, rất đẹp luôn. Đuôi gió này theo xe đấy mọi người nhé. Và cái đồ thì rất là rộng này, cực kỳ rộng luôn. Một mẫu xe sở hữu chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc mà. Nó rất là rộng dài. Đây form dáng này. Rộng nhất trong phân khúc B luôn. Không gầm, không mù mọt. Máy số còn nguyên bản nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Sơn xi thân vỏ đây. Cú lốp này. Gầm này. Keo chỉ nguyên hết này. Nội thất táp lô táp ly đây. Tất cả các vị trí khóa cửa đều chưa có vết vặn mở nhé. Nội thất theo xe đây, rất là sạch sẽ. Có túi khí an toàn, có phanh nha biết. Có gương kính chỉnh điện, sinh nhan nằm trên đây. Và sinh nhan báo rẽ nằm trên gương nữa. Đây, nội thất rất là sạch sẽ. Với số tiền 145 củ trả góp, còn đâu trả thẳng cái này 290 củ là các bác đã sở hữu được chiếc Nissan Sunny có năm sản xuất 2014 này. Có năm sản xuất 2014 và đăng ký là 2015. Đăng ký lăn bánh là lần đầu là 2015. Tức là chiếc xe này là 2015 mới lăn bánh mọi người nhé. Một chiếc xe số động
đến từ nhà Lixan. Những dòng xe Lixan thì rất là lành, rất là bền, nên chúng ta chất lượng hoàn toàn yên tâm, kể cả phụ tùng cũng dễ tìm. Cho các bác tham khảo về phần bằng máy nhá. Ô đồ của em nó thì chiếc xe này ô đồ là hiện tại đang báo 5.9, nhưng mà ô đồ của chiếc xe này là hơn chục vạn một chút các bác nhá. Anh em hãng hãng tầm hơn chục vạn chút, 5.9 thì là chắc chắn là không phải đâu. Đây, máy đang ngủ đây, không có rung giật, rất là êm này, rất êm mà thì thầm zin từ răng mặt đàng hoàng nhá. Cho các bác nghe qua tiếng máy ấy. Rất là tròn tiếng luôn, rất là tròn tiếng nhá, không có rung giật. Máy bao chất cho mọi người, đầu là nguyên màu xịn, không đổi màu, không taxi con đục, xe rất đẹp luôn, máy rất là êm, máy số zin, keo chỉ zin. Với tài chính 290 củ trả thẳng và 145 củ trả góp. Đấy, mọi người quan tâm đến chiếc xe này thì cứ liên hệ cho bên em nhá.